Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ hiện tại mình đang đứng ở một cái cảng cá ở dưới Vũng Tàu đây các bạn ơi. Mình thấy cũng có hay hay. Hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái cảng cá ở đây xem có cái gì khác biệt không các bạn nha. Bây giờ mình sẽ quay ra màn hình phía trước cho các bạn xem nhé. Đây các bạn ơi, đây là cái khu vực của cái cảng cá này các bạn này. Tất cả những xuống đá, người ta đi ra khơi á, là người ta chở đá và để mang xuống tàu làm đông lạnh này các bạn. Ở bên kia cũng có một số cá này, cá người ta đang cân cá này. Đây các bạn ơi, bây giờ là những cái tàu cá người ta cập bờ này, bây giờ người ta đang vận chuyển cá lên bờ để cho phân phối đi các điểm này các bạn này. Đây, toàn cá các bạn ơi. Cá nhiều chưa? Cá này như kiểu cá Úc ấy các bạn ơi. Rất nhiều cá. Cá này nấu canh rất béo lắm không anh? Cá Úc phải không? Cá cá cát. Đây nguyên một dãy này này, dãy bây giờ tàu cập cảng này người ta vận chuyển cá lên bờ này. Đấy, người ta có đóng từng bịch để các bạn kìa, đóng từng bịch người ta ướp vào trong một cái khoang đá. Những con tàu này thông thường người ta đi đánh bắt khoảng chắc phải cỡ khoảng nửa tháng rồi về các bạn. Đây bên đây họ cũng đang chuẩn bị đưa các bịch cá trong cái sọt để vận chuyển đi này, vận chuyển đi các nơi để người ta phân phối các bạn. Đây các bạn, còn khu này họ phân phối đang xếp ra cá ra từng loại này. Đấy, nguyên một cái dãy bên này là đủ các loại cá. Đấy, họ đang lựa ra từng những con để mà nó phù hợp để người ta cho vào một cái bịch. Bên cạnh nhiều này. Đây chỗ này khu chế biến cá này. Chế biến sẻ cá này. Khu này là khu sẻ cá các bạn ơi. Rồi.
Tí về chỉnh sửa đẹp hết đấy. Thích người dài kéo cho dài ngay, mà thích đẹp là cho đẹp ngay. À, chỉnh sửa cho đẹp được hết đấy. Đây các bạn ơi, qua bên này rất là nhiều cá này. À, cứ từng sọt sọt một. Rồi bên kia cũng là cái khu chế biến cá này các bạn. Người ta phân loại cá rất là nhiều này. Rồi qua bên này nữa này. Qua bên này cũng rất là nhiều luôn. Wow. Đây cả mực này. Mực cá. Đây toàn loại cá nhỏ đấy các bạn ơi. Đây này, cá này. Đây, mình sẽ mua một ít cá để mang về trên Gian Ai để dùng này các bạn. Vừa nãy mình mua được ít mực này, ít cá tuộc nữa. Đây cá này. Đây cá mắt kiếm này. À, ok rồi. Để về Tây Nguyên giàu rồi các bạn ơi. Đây mấy đứa em nó đi ấy này, nó đi biển này các bạn. Vậy đó nó chở cái gì vậy chú? Đi trả ghe cho họ rồi, những cái ghe của em họ bốc cá xong đi. À. Đi trả ghe cho họ. Ý là mình vận chuyển cho họ hả? Không, đi trả ghe, họ vận chuyển đến rồi mình chúng mới trả sạch ghe cho họ đi. À, rồi. Cũng như kiểu đi rửa xe máy đấy hả? Xe máy ô tô. Một con ghe bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền đấy? Đây mà nó ra chỗ cửa biển sao kìa. Từ đây ra chỗ biển cũng gần đâu. Còn đi từ đường cái ghe cào to này ở đi theo đường cầu Cỏ May này. À cầu Cỏ May đấy hả? Cầu Cỏ May đi đang cảm cửa Vũng Tàu á. Còn đi cái cửa qua cầu Cửa Nấm này. Ui trời, cũng nghịch cũng lộn bố cổ đấy rồi. Ra cửa Phước Tỉnh và chỉ sông đỏ thôi, cầu to. Đó là cái tàu to thì má đi tàu. Tao không đi được. Thôi đi quay về đi. Đây phải biết rồi. Đi quay về. Đây là cái máy xay đá để nghiền ra để đưa xuống khoang này các bạn ơi. Xuống khoang để người ta đi đánh bắt xa bờ để ra khơi người ta giết cá đấy các bạn.
Mỗi một con tàu này nó khoảng bao nhiêu cái xe này mới đủ cơ? Ba xe này mới đủ. Nhiều hết nhỉ?